cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa, tạo hóa cho bị cáo bộ não bé, nhưng ước mơ lớn. Sáng ngày 23 tháng 11, phiên tòa sơ thẩm xét xử. Hai cựu tướng công an, và đường dây đánh bạc ngàn tỷ, tiếp tục sang ngày thứ 11, với nội dung bào chữa, của các luật sư cho bị cáo. Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cựu cục trưởng C50, Bộ Công an. Trình bày trước tòa, các luật sư bào chữa, cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Là Phạm Văn Hùng, và Vũ Quy, đều đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho thân chủ dưới mức thấp nhất, của khung hình phạt bị áp dụng. Thậm chí, luật sư Vũ Quy, còn xin đọc thơ của đại thi hào Nguyễn Du, ngâm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Ăn năn hối hận ngàn lần, cũng đã quá muộn. Trước khi đại diện, Viện Kiểm sát Nhân dân, tỉnh Phú Thọ tranh tụng. Chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương, mời bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, lên bàn khai báo. Với thái độ khá rụt rè, tỏ vẻ ăn năn thành phần. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa thổ lộ, nhiều đêm qua đã suy nghĩ nhiều, về hành vi sai phạm của mình. Dù có ăn năn hối hận, ngàn lần đi nữa, cũng đã quá muộn, không thay đổi được gì nữa. Tuy nhiên, về mức án, 7 năm 6 tháng tù, đến 8 năm tù. Mà Viện Kiểm sát Nhân dân, tỉnh Phú Thọ đề nghị với mình, bị cáo này cho rằng, là quá nặng. Bị cáo Hoa chia sẻ. Khi được giao xây dựng, lực lượng cảnh sát, đấu tranh phòng chống tội phạm, sử dụng công nghệ cao, bản thân không am hiểu nhiều về công nghệ. Nhưng vẫn luôn gắng hết sức. Tạo hóa cho bị cáo, một bộ não quá bé, nhưng ước mơ lớn, dẫn đến vi phạm pháp luật. Gây ảnh hưởng thanh danh, uy tín ngành công an. Bị cáo thành thật xin lỗi. Đối với cuộc đời tôi, đến nay đã mất tất cả. Bị cáo Hóa nghẹn ngào. Tiếp tục trình bày, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho biết, sinh ra trong khói lửa chiến tranh, được cách mạng nuôi dưỡng từ nhỏ. Công lao biết bao không báo đáp được, nay lại phạm tội, và khẳng định, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, truy tố là đúng. Không sai, đã nhận tội bằng đơn, gửi Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, từ ngày 31 tháng 8 năm 2018. Trả lời thẩm vấn trước tòa hôm trước, bị cáo không kiểm soát được ý thức, nên đã gây khó khăn cho hội đồng xét xử. Bị cáo thành thật xin lỗi, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa nhắc lại. Chủ tọa phiên tòa nhắc, bị cáo có đồng ý với những luận cứ. Bào chữa của luật sư bị cáo không? Các luật sư của tôi, dựa trên cơ sở chứng cứ, để bào chữa, tôi đồng ý. Bị cáo Hóa đáp. Chưa rõ mục đích nhận tội, tối tội, nhận tội của bị cáo Hóa. Được mời tranh luận lại, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân. Tỉnh Phú Thọ cho rằng, luật sư Đỗ Ngọc Quang, trong bài bào chữa, vào chiều ngày 22 tháng 11, ban đầu đưa ra quan điểm, bị cáo Hóa có phạm tội. Lợi dụng chức vụ quyền hạn, khi thi hành công vụ, sau đó lại bảo, dường như là không. Nhưng cuối cùng lại đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Ngay trong bản bào chữa của luật sư, có nhiều mâu thuẫn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân. Tỉnh Phú Thọ nói, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, tỉnh Phú Thọ, cũng nhắc lại việc, luật sư thứ hai của ông Hóa. Luật sư Quy lại cho rằng, ông Hóa chỉ làm không kịp thời, khi biết Dương và đồng phạm đánh bạc, và luật sư Quy xác định. Bị cáo Hóa phạm tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn, khi thi hành công vụ. Đồng thời, yêu cầu bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phải chấp nhận lời bào chữa của luật sư nào thì mới tiếp tục phần tranh tụng. Về diễn biến nêu trên, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa khẳng định quan điểm đã nhận tội và cho rằng do nhận thức của từng luật sư khác nhau nên quan điểm cũng khác nhau và bày tỏ mong muốn luật sư xác nhận tất cả các hành vi của bản thân bị cáo để tranh luận với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Luật sư Đỗ Ngọc Quang đưa quan điểm bị cáo Nguyễn Thanh Hóa chỉ gián tiếp gây ra hậu quả cần được áp dụng tội thiếu trách nhiệm và tỏ ý nghi ngờ về buộc tội. Của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị đưa ra chứng cứ thuyết phục hơn về động cơ phạm tội có tổ chức. Tranh luận lại, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho rằng bản thân bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đã thừa nhận tội. Nhưng thẩm vấn trước tòa lại hoàn toàn chối tội, trong phần tranh tụng lại nhận tội nên chưa rõ mục đích của bị cáo này. Đồng thời, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cũng đề nghị chủ tọa cho quay lại phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. Sau đấy mới tiếp tục tranh tụng. Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nhận tội xin về chịu tang mẹ. Đứng ở bục thẩm vấn ông Nguyễn Thanh Hóa nói chấp nhận bản luận tội của Viện Kiểm sát đồng ý với tội danh, hành vi không có ý kiến gì. Nguyễn Thanh Hóa xin lỗi Bộ Công an. Chiều ngày 22 tháng 11, nhóm luật sư bào chữa cho Nguyễn Thanh Hóa đã nêu quan điểm và bào chữa cho thân chủ của mình. Bước lên bục thẩm vấn, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa trình bày ngày 31 tháng 8 sau khi được tống đạt cáo trạng đã có đơn gửi Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Viện Kiểm sát nhận trách nhiệm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị cáo Hoa nói tiếp, hôm trước khi thẩm vấn, tôi chỉ muốn giải trình mối quan hệ pháp lý giữa C50 với CNC và mối quan hệ với cấp dưới, nhưng do mất kiểm soát nên nói trái với bản luận tội. Việc này vì thế gây khó khăn cho nội dung thẩm vấn của hội đồng xét xử. Tôi thành thật xin lỗi hội đồng xét xử và viện kiểm sát và những đồng đội đã làm chứng cho tôi, cũng như anh Nguyễn Văn Dương, CNC. Cựu cục trưởng C50 mong được Dương thông cảm và khẳng định Dương và CNG đã đóng góp nhiều cho C50. Bây giờ bị cáo chấp nhận bản luận tội của viện kiểm sát, đồng ý với tội danh, hành vi, không có ý kiến gì. Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Hóa cũng gửi lời xin lỗi Bộ Công an và Thanh Minh muốn xây dựng C50 thành đơn vị tiên phong trong phòng chống tội phạm. Tôi đến nông nỗi này đã ảnh hưởng tới Bộ Công an, Đảng. Tôi xin lỗi toàn bộ chiến sĩ chống tội phạm công nghệ cao toàn quốc vì tôi đã xóa đi hình ảnh đẹp của họ. Ông Hoán nói và mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện cho về chịu tang mẹ vì mẹ bị cáo đã ra đi vĩnh viễn, không được gặp lần cuối. Kết thúc phần trình bày của mình, ông Hoán nói, tôi không muốn lấy sức khỏe của mình để chối tội hay xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng thực sự sức khỏe của tôi đang không được ổn định, mong hội đồng xét xử xem xét. Trước đó, vào ngày 21 tháng 11, đại diện Viện Kiểm sát luận tội và đề nghị mức án Nguyễn Thanh Hóa. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, tại tòa bị cáo Hóa quanh co, đổ tội cho người khác, không thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về bản chất, hành vi của ông Nguyễn Thanh Hóa đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát cho rằng trong quá trình điều tra, bị cáo Hóa chưa thành khẩn ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình mà đổ lỗi cho người khác, nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm S khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hóa 7 năm 6 tháng tù đến 8 năm tù. Phan Sáu Nam nói mức án thấu tình đạt lý. Cũng trong chiều ngày 22 tháng 11, Phan Sáu Nam và nhóm luật sư đã trình bày quan điểm bào chữa về bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Phan Sáu Nam cho rằng bản thân đồng ý với bản luận tội và đề nghị mức án của vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng thời gửi lời cảm ơn tới quý viện vì bản luận tội thấu tình đạt lý. Bào chữa cho thân chủ của mình là Phan Sáu Nam, luật sư Hoàng Văn Hướng cho biết, ông và cộng sự không đối tụng để giảm nhẹ, chuyển tội danh, cũng không đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi mà chỉ luận giải mức độ nguy hiểm, nguyên nhân, điều kiện phạm tội của thân chủ. Về tội tổ chức đánh bạc, tính chất nghiêm trọng của hành vi có thể thấy rõ nếu xét con số hàng tỷ đồng thu lợi bất chính. Nhưng để xử lý khách quan, tìm ra nguyên nhân phạm tội, luật sư mong muốn hội đồng xét xử soi xét đến yếu tố cấu thành tội phạm liên quan của giới nghiên cứu công nghệ và niềm tin vào người có chức vụ quyền hạn trong việc cấp phép cho game online. Theo luật sư Hướng, Red VIP ra đời năm 2006 có cơ chế mô phỏng casino online nước ngoài, giới kinh doanh game online đã đi trước một bước về mặt tư tưởng. Trong khi ở Việt Nam, do việc giải thích luật pháp chưa đầy đủ nên hầu hết bị cáo ngỡ ngàng khi biết game bài đổi thưởng là đánh bạc. Luật sư cũng đề cập đến việc nhóm của Nam tin rằng Red VIP sẽ được cấp phép vì trước đó có hai game bài đã được cơ quan chức năng cho phát hành. Lúc này, đề án hợp pháp hóa casino cũng được Quốc hội, Chính phủ đưa ra thảo luận. Đến nghị định về kinh doanh casino được thông qua đầu năm 2017, Phan Sáu Nam luôn có tâm thế trông chờ, tin tưởng casino trực tuyến sẽ được hợp pháp hóa. Trình bày phần bào chữa, luật sư Hướng cho hay thân chủ của ông không bất chấp luật pháp để tổ chức đánh bạc mà mong muốn game bài là tài sản trí tuệ của người Việt, có thể xuất khẩu ra nước ngoài tạo nguồn thu cho quốc gia. Theo luật sư Hướng, pháp luật hình sự mới đã chính thức áp dụng nguồn luật là các bản án đã có hiệu lực pháp luật, còn gọi là án lệ, để áp dụng xét xử. Cùng với việc dẫn chứng các vụ án của Giang Kim Đạt, Dương Chí Dũng, luật sư cho rằng Phan Sáu Nam có thể được áp dụng tinh thần của án lệ để xem xét giảm nhẹ mức độ nguy hiểm. Không biết sử dụng máy tính thì sao Nguyễn Thanh Hóa vẫn làm lãnh đạo C50? Theo lời bào chữa của luật sư Nguyễn Thanh Hóa, giữ chức vụ cục trưởng C50 nhưng không có hiểu biết gì về mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số, thậm chí ông Hóa không biết sử dụng máy vi tính. Tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ, cựu cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 Nguyễn Thanh Hóa nhiều lần khẳng định cục C50 được thành lập năm 2010 với chỉ 30 nhân sự được điều chuyển từ cục cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng, tất cả đều không có chuyên môn gì về lĩnh vực công nghệ thông tin và tội phạm công nghệ cao.
C50 khi đó, theo lời ông Hóa, vừa thiếu nhân lực, vừa thiếu trang thiết bị, nên rất cần sự hỗ trợ từ doanh nghiệp bên ngoài, trong đó có công ty CNC. Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Thanh Hóa được điều động về làm chỉ huy một cơ quan có nhiệm vụ phòng chống tội phạm công nghệ cao lại không có một tí kiến thức nào về lĩnh vực này, thậm chí còn không biết sử dụng máy vi tính, thực sự đã gây sốc cho những người có mặt tại phiên tòa. Thông tin này được chính luật sư Đỗ Ngọc Quang, người bào chữa cho Nguyễn Thanh Hóa, đưa ra trong bài bào chữa cho thân chủ vào chiều ngày 22 tháng 11. Theo lời luật sư Quang, bối cảnh phạm tội của cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa là do ông Hóa được bổ nhiệm cục trưởng C50 khi không hiểu biết gì về mạng viễn thông, thậm chí không biết sử dụng máy vi tính. Ông Hóa giữ chức vụ cục trưởng nhưng không có hiểu biết gì về mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số. Thậm chí ông Hóa cũng không biết sử dụng máy vi tính, do đó phải vừa làm vừa đào tạo, luật sư Đỗ Ngọc Quang viện dựng bối cảnh khiến C50 cần thành lập công ty Bình Phong là CNC để hóa trang phát hiện tội phạm mạng. Được biết C50 do Nguyễn Thanh Hóa lãnh đạo là đơn vị chủ chốt tham gia soạn thảo điều 292 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định. Người nào cung cấp các dịch vụ như sàn giao dịch thương mại điện tử, trung gian thanh toán điện tử, trò chơi điện tử và các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép thì có khả năng bị truy tố hình sự. Sau đó, tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã họp và sửa đổi luật, trong đó có việc bãi bỏ Điều 292. Trong phần tự bào chữa của mình, vào chiều ngày 22 tháng 11, Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ thay đổi lời khai thừa nhận việc bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hoàn toàn xác đáng. Nguyễn Thanh Hóa cũng nói lời xin lỗi đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát vì trước đó đã quanh co chối tội. Do vượt quá tầm kiểm soát suy nghĩ, tôi đã có những cử chỉ chưa được đúng đắn, mong công ty CNC hết sức thông cảm cho tôi. Tôi xin lỗi Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử, tôi chấp nhận tất cả những điều Viện Kiểm sát luận tội. Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ thay đổi thái độ hoàn toàn. Bào chữa cho Nguyễn Thanh Hóa, luật sư Quang cho rằng, đến nay bị cáo Hóa đã ăn năn hối hận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tuyên phạt bị cáo Hóa dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.